Đây là anh em đang đào một cây ở trên vườn để giao cho khách. Cây này khách đã mua 5 triệu đồng. 5 triệu. Đấy. Ồ, cây này thì quá đẹp luôn rồi. Thế đây thì lấy dao chặt cái khác như bởi đây. Thế như bàn tay phật luôn. Hey, nhiều bàn tay ha. Xòe á, cái xòe đó. Còn đấy. Ra đó rồi. Đây đây ra đây. Đẹp. Anh em nào à, mình cứ nghỉ đâu. Cần thì nhẹ. Về nặng. Sao thể thiếu đây hay vậy? Khi bữa đến sát trong cây này, chắc ngang nó dính lên đùm này. À, chắc chặt ngang. Cái này cũng rất là dễ sống. Rồi bây giờ đi quay thêm mấy cái cây giá trị nữa cho anh em cùng xem. Anh em thích cây nào thì đào về cây đó. Đây. Đây đây. Đây vườn nhà mình mà. Vườn nhà mình đất của mình mà. Đây. Cây này quá đẹp luôn. Ở đây thì cũng có một anh khách anh trả rồi mà chưa bán. Để chơi. Còn mấy cây tiều tiều này thì cho tặng anh em chịu tiền vận chuyển đấy xuống đấy đến đây sẵn rồi thử hàng quay video khác đã đây tỉ lại thì quá đẹp luôn. Ô. Quá khủng kìa. Bụi cây này quá khủng. Đào mình về mình ghép lại cũng được đẹp. Ghép lại. Đây cây đây hiện tại hai thân chính. Nhưng mà nó lại là rất nhiều đầu mầm. Đối với cây này thì hiện tại là khoảng cỡ 40-50 đầu ngọn. Bởi vì đây là phải 200-300 năm tuổi rồi. Không phải đơn giản đâu. Anh em thích cây nào thì mình sẽ tặng cái đó. Tiền cước anh em chịu. Đây, quay cái cây khủng này cho anh em cùng chiêm ngưỡng ngay. Này thì thuộc dạng ông cổ ông tố luôn. Quá to luôn. Đấy. Kịp chưa? Giờ cái đào đây thì lấy răng đào thôi không? Đó. À dạ. Đây, mình quyết sẽ lấy cây này để về trồng ở nhà. Anh chọn cái nào đi em tặng cho anh cây. Tặng hai cây cho đều cho đẹp. Hai cây lựa hai cây đều tí. Thấp vừa thôi. Trong trong nhà nó vừa thôi, nhưng mà nó nhiều nhánh. Ví dụ cây mẹ rồi cây con cây cháu vậy đó. 3-4 nhánh vậy đó cho nó. Nhưng mà lựa nhánh này lẻ cho nó phong thủy. Sinh lão bệnh tử vậy. Phước lộc thọ rồi vậy. Đấy. Giờ sẽ đào cái này. Đào cái này đưa về trồng chăm ở nhà trước. Và sau đó thì anh em nào có nhu cầu thì mình sẽ gả nó đi. Vườn mình đây thì nhiều lắm. Nhìn cái lùm cây này. Cái này thì khả năng về mình phải tỉa lại. Bởi vì đôi lúc nhánh nó nhiều quá thì nó không đẹp anh em. Phải tỉa nó lại. Những nhánh nào mà nó bị choáng bị vướng á, thì mình cắt nó đi. Để những nhánh nó đẹp thôi. Thì nó sẽ cân đối được cái khung cây. Lúc để nhiều nhánh thì kia rất là tốt.
Đối với cây này thì hiện tại là 1, 2, 3, 4, 5 khoảng cỡ 20 đầu ngọn rồi. Đó, mình sẽ tỉa cho anh thiện nó lẻ ra. Cảm ơn anh em đã xem video và nhớ đăng ký ủng hộ kênh của mình. Xin chào mọi người.